Sáng nay 26 tháng 6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 16 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và 356 đại biểu của Hà Nội. Sau phát biểu khai mạc đại hội của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Phạm Xuân Điệp đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2009-2014. Các giải pháp chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới của Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu tham dự đại hội. Ghi nhận những đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển thủ đô đất nước, Đảng, Nhà nước đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Phát biểu chia vui với Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực của Mặt trận Tổ quốc thành phố. Điển hình là trong việc tổ chức lấy ý kiến từ khu dân cư, triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cần quan tâm đặc biệt đến nội dung đổi mới hoạt động nhằm phát huy cao độ vai trò của các tổ chức thành viên thông qua hiệp thương hành động, xây dựng hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân với sự phục vụ của các sở, ban ngành, thành phố, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Đến dự đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thủ đô mở rộng địa giới hành chính, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã luôn bám sát chủ trương, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào thành quả chung của thủ đô. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng còn nhiều việc Mặt trận Tổ quốc thành phố có thể làm và làm tốt hơn. Bí thư Thành ủy đề nghị việc triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận Tổ quốc thành phố phải bám sát các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, phá tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước hướng vào giải quyết các vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy đã trao tặng Mặt trận Tổ quốc thành phố bức chướng đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng thủ đô hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Buổi chiều, đại hội đã tiến hành công tác hiệp thương, cử 145 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 16, 15 chức danh lãnh đạo và 14 đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8.